Rồi hello nha anh em. Còn anh Pha Cọp phép đăng Facebook anh em quan tâm đó. Vậy rồi anh em, ốc đây nè. Cái này vậy nè. Nhà ai mà thiếu vàng mua con này dày nấu ra nấu mấy ốc mấy đồ ra làm vàng được đó anh em. Rồi bây giờ thắng nó nè. Ốc của nó nè anh em. Nhìn nó quéo không? Để ngồi phép tháo cái dàn áo qua cho anh em xem. Bô nè, bô cây kiếm luôn. Quá trời luôn. Nè, anh em coi thử cái miệng sườn đó nè. Sườn chưa đâu, để ngồi mình banh áo ra mình coi Mr. T vậy nè. Con này là áo nguyên zin luôn. Sườn mình săn trời. Bẩn nó kìa, bẩn là dán keo luôn. Bẩn hình như là cái cách ngoài nó có thai nha anh em. Còn hai cái yếm ở trong là còn zin luôn, còn đúng đách 202 luôn. Chạy đi xe cọp chịu khó quay anh em ha. Chịu khó quay nhé. Đây nè. Nè. 2022 nè. Ha. Không, bên này cũng vậy luôn. Bên này cũng vậy luôn nè. Đó. Không hay nè. Có cái cánh ngoài nữa thay nè. Cánh ngoài nè. Trong này còn dán keo luôn nè. Ha. Đẹp bẩn nó gắn vô là ok, đẹp bẩn còn. Còn ok, da yên có lợp lại rồi ha. Rồi, để mở áo ra cho anh em coi. Chứ tổng thể ngoài thì áo sống thì cơ bản là đẹp đó. Theo thời gian, theo năm tháng mà nó còn như thế này là quá chuẩn nè. Còn này là hai anh em tính hơn 20 năm rồi đó. Rồi lấy chìa khóa tháo đồ đi, trời ơi. Dàn ôm mà. Ốc nữa. Quá đẹp cái cửa gà này. Để mở cái con sườn xiết ở trong phơi lắm nha nè. Chỗ này hơi yếu nè ha. Yếu. Mỗi cái xe này vậy, lúc nào cũng vậy chứ. Nó mang theo cái thương thẹo với cái lỗi theo thời gian, theo người chủ trước của nó thôi. Không lấy cái vít bắn cho nó lẹ. Cái vít máy á. Rồi bắn á, tẹt tẹt cho nó nhanh. Trời ơi, cái máy đó nè. Quá trời cái bù. Đậu ngoài nắng anh em ha. Quay tỏ cho anh em coi luôn. Ghê rồi chứ. Cái bù này chưa thấy tháo luôn á nha anh em. Rồi, để tháo áo ra rồi làm việc tiếp nha anh em ha. Dìm chân luôn. Rồi anh em ơi. Tuột áo em nó trần trụi đá chơi cho anh em xem nha. Đó. Lọc áo lọc quần ra vệ sinh sạch sẽ cho anh em thấy không? Đó, đẹp. Rồi bịch xăng nữa nè. Coi cây sườn nó nè. Quá trời luôn. Hết có biết luôn. Cái sườn. Quá. Rồi nè. Hết có biết đã. Ở xe hồi xưa công nhận bảy tính đỉnh thiệt. Bị nói sao mà anh em ta khoái. Thì đi tìm về để người ta chơi. Mà trong cái đó xe là mới bán ở hết. Đầy hết. Mà mùa này nó rẻ nữa chứ. Mà lại không mua. Xong tìm những thứ như thế này chơi. Đó, nhưng mà nó xứng đáng để chơi. Tại vì nó đầu bỏ nè. Chưa mở nè, con chết gòn nó còn. Vinh nó vậy, Vinh nó là phải lầu vậy nè. Quá trời, ốc đẹp. Hơn 20 năm trời.
cho anh em này. Quá xa. Cái thùng xăng nó cong, cái thùng xăng nó đẹp kinh khủng được. Cái ron còn chân. Quá trời đẹp. Khỏi gắn áo luôn quá anh em ơi. Hết cô biết được cái máy nó nổ. Rồi, ốc của nó nè. Quá trời cái bộ đẹp. Cái bộ. Đó, bộ cây kiếm thiệt. Này đúng là như cây kiếm luôn. Để mình coi cái co nó có cắt hàng không em. Khó quay chứ thấy không, nhiều khi á, mình tưởng nó bô mới về Nam Dòm này thấy không à, cũng cũ mềm hết trơn đâu có mới đâu. Chỗ này giống mới hàng quá vậy ta. Ờ zin anh em ơi, mới hàng zin á. Chưa nè, mình chưa có cưa cắt gì đâu. Bởi cái coi là nó cũ nè. Thấy không? Nếu mà thay thì cho nó mới chắc. Chưa có thay được. Đó, cái máy nổ đó. Khiếp thiệt. Hết cái biết cây sườn con xe này như sườn mới, như sườn mới mua gắn vô. Cái thanh này, máy thanh này là hai chuyên gia bị chạy mà nó còn đẹp ở này, chuyên gia mà bị lỗi luôn mà còn cỡ đó này. Đây chỗ này sình là nó quất vô nè, sình nó quất vô đó. Mà đẹp vậy đó, đẹp lên tới trên ống cái này luôn, bên đây cũng vậy luôn. Nó kinh chưa, gấp này nè. Quá trời thùng xăng nó thì thôi luôn, đẹp rồi. Em này thì chỉ có giá là 3x thôi chứ không dưới được nha anh em. Anh em mà đam mê dòng Alpha lốp đen thì cứ liên hệ cho em qua đây kiểm tra mấy cái đách vỏ cho anh em nha. Mình cũ mềm là biết áo zin rồi. Đó. Thấy không? Ghê được chứ. Con này ác lắm. Đó, nhìn cũ mềm là biết zin anh em ha. Nói chung là khỏi cần phải câu đát, nếu mà chơi xe mà mình có kinh nghiệm chút xíu. Đó, cũ mềm luôn nè. Quá trời. Rồi anh em khoái con đó thì alo bên em chốt ha, giá 3x bào sơn rồi, xin cảm ơn.